Như em thấy đây, trên tay của mình là một siêu phẩm action cam mới nhất đến từ thương hiệu GoPro, là GoPro Hero 11 Black. Thật sự thì một cái thiết kế hộp rất là mới mẻ, rất là sang trọng hiện đại, xứng tầm là một siêu phẩm ha anh em. Và đây là một cái hộp hoàn toàn mới luôn anh em, vẫn còn cái seal ở đây nè. Thì ngay bây giờ mình sẽ khui seal thôi, đó là cái việc mà mình rất là thích ha. Và đây chính là bên trong của chúng ta, những cái thông tin nhanh thì mình sẽ bỏ qua một bên ha. Và ngay đây chúng ta sẽ có những cái bước sử dụng cơ bản đối với cái chiếc action cam của chúng ta nè ha, và những cái miếng decal của GoPro để anh em có thể dán vào xe, dán vào mũ, rất là đẹp luôn ha. Thông tin của cái chiếc action cam này cũng như là hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo là đến với cái phần phụ kiện của cái chiếc GoPro ha anh em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp sạc Type-C này, miếng dán 3M để gắn vào mũ bảo hiểm, và một cái mao ha anh em, đó thì để chúng ta có thể gắn lên mũ bảo hiểm hoặc là gắn vào cái đai đeo của GoPro ấy, ốc vặn 3/4 của GoPro. Và cuối cùng đó chính là cái viên pin trên GoPro Hero 11, một cái màu đen trắng khác với cái màu đen xanh như là cái thế hệ của GoPro trước đó ha anh em. Thì viên pin này cái kích thước của nó là tương tự nhé, và cái dung lượng pin theo như mình biết được thì nó có tăng thêm 20% so với lại là viên pin trên Go 10, nâng cái tổng thời lượng quay video trung bình lên là tầm khoảng 2 tiếng ha anh em, một cái thời lượng khá là ok. Và viên pin này thì theo như nhà sản xuất công bố thì nó cũng có thể có cái khả năng chịu nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp tốt hơn so với lại là cái viên pin của cái thế hệ GoPro trước đó. Nói chung là cũng có khá là nhiều sự nâng cấp về viên này. Ok, và dĩ nhiên rồi, nhân vật chính của chúng ta, GoPro Hero 11. Thật sự thì rất là đẹp luôn ha anh em. Và logo của GoPro thì nó cũng đã làm tinh gọn và nó sắc sảo hơn rất là nhiều rồi ha. Chúng ta đã có số 11 Black nằm ở bên phải của cái chiếc GoPro rồi, khác với cái chiếc Go 10 là nó nằm ở bên trái ha. Ok, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng không có quá nhiều cái sự khác biệt về cái mặt thiết kế, thì chúng ta vẫn có một cái khuôn thiết kế quen thuộc như là trước giờ của những cái chiếc action cam đến từ GoPro mà thôi. Đó là tổng quan về mặt thiết kế ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những cái tính năng mới ở trên cái chiếc action cam này đi ha. Tất nhiên rồi, đối với một cái chiếc siêu phẩm camera hành trình thì chúng ta sẽ có những cái thông số xứng tầm với nó đúng không? Bởi vì cái giá thành của nó hiện tại so với lại là Go 10 thì nó đắt hơn tầm khoảng hơn 2 triệu anh em. Thì một cái số tiền cũng không nhỏ ha. Cho nên thì để xem là cái chiếc action cam này nó sẽ có những cái sự nâng cấp như thế nào. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về những cái sự nâng cấp về cái mặt thông số kỹ thuật của chiếc action cam này. Đầu tiên ấy, đó chính là nâng cấp từ cái chống rung HyperSmooth 4.0 lên HyperMousse 5.0. Thì đối với cái chất lượng chống rung trên những cái chiếc GoPro thì không phải bàn cãi được các bạn ơi, nó quá là đỉnh rồi ha. Thì mình sẽ có những cái video test về cái chất lượng chống rung cũng như là cái chất lượng ảnh của chiếc action cam này. Tiếp theo ấy, đó chính là cái cảm biến hình ảnh của nó từ 23 megapixel lên tới 27 megapixel, lớn hơn rất là nhiều ha. Và cái GoPro Hero 11 cũng là lần đầu tiên áp dụng cái giải màu từ 8 bit lên tới 10 bit. Đây là cái sự khác biệt rất là lớn của Hero 11 so với những cái phiên bản trước đó anh em. Với 10 bit màu nó cho cái giải dynamic range rất là rộng luôn, lên tới 1 tỷ màu lần anh em. Nói chung là cái độ hiển thị về cái màu sắc của cái chiếc Hero 11 này thì khỏi phải bàn rồi. Còn những cái thông số kỹ thuật khác như là độ phân giải video, những cái chế độ quay như là time-lapse này, hyperlapse cũng như là time warp và super photo thì nó đều gần như là tương tự ha, cho nên thì mình sẽ lượt qua. Và cái cảm biến hình ảnh nó cho phép chúng ta quay video lên tới tỷ lệ là 8:7 anh em, gần bằng với cái tỷ lệ vuông rồi. Thì đối với cái tỷ lệ là 8:7 á thì chúng ta có thể crop lại rất là nhiều những cái tỷ lệ video khác nhau. Và đặc biệt là cái tỷ lệ 9:16 là hình dọc để mà đăng TikTok hoặc là đăng reel anh em, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái việc là crop mất đi nhiều cái chi tiết như là những cái độ phân giải video khác ha. Cho nên đây là một trong những cái lợi thế rất là lớn, đặc biệt là dành cho những anh em quay video dọc với cái nền tảng là TikTok hoặc là đăng reel, up lên Facebook hoặc là up lên Insta chẳng hạn. Đó, nói chung là cái tỷ lệ này nó sẽ cho chúng ta crop lại rất là nhiều những cái size khác nhau để mà up lên nhiều nền tảng video khác nhau như là ngang này, dọc này, thậm chí là vuông luôn ha. Nó giúp cho cái góc nó không bị mất quá là nhiều ha anh em. Đó, cho nên là cái tỷ lệ này thực sự khá là ấn tượng đối với mình. Và tiếp theo thì cái việc nâng cấp từ 8 bit màu lên tới 10 bit màu, tầm khoảng 1 tỷ màu, đem lại cho cái chiếc Hero 11 này cái độ hiển thị màu sắc phải gọi là đỉnh nhất hiện tại trên tất cả những cái chiếc action cam có mặt trên thị trường luôn.
Nói chung thì về cái độ hiển thị màu sắc thì thật sự đây là cái chiếc Action Cam cho cái độ hiển thị màu sắc đẹp nhất hiện tại của GoPro đó anh em. Xứng tầm với một cái siêu phẩm mới nhất mới được ra mắt của nhà GoPro ha. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái góc quay mới, đó chính là Hyperview trên cái chiếc Hero 11 này, cho phép chúng ta có được cái góc quay rộng hơn và bắt được nhiều khoảnh khắc, bắt được nhiều chi tiết hơn. Nói chung thì đối với một cái chiếc Action Cam cao cấp như là Hero 11 như vậy, thực sự thì cũng đã đem lại quá là nhiều những cái điều nâng cấp nổi bật rồi ha. Thì video này mình chỉ chia sẻ nhanh cho anh em về những cái điều nâng cấp nổi bật nhất thôi, và giới thiệu với anh em về những cái thiết kế và phụ kiện của nó thôi ha. Ở video sau thì mình sẽ có một video đánh giá và test chi tiết cụ thể về cái chất lượng thực tế của cái chiếc Action Cam này, cho nên là anh em nhớ đón chờ xem kênh YouTube Linh Kiện Store nha. Và hiện tại thì Hero 11 đã có sang hàng rồi, anh em quan tâm thì có thể đến ngay với hàng Linh Kiện Store để mà trên tay trải nghiệm, cũng như là có thể rinh về một em để mà quay hành trình này, đi phượt này, làm vlog này, làm TikTok này ha. Một Action Cam thật sự thì rất là đa nhiệm cho nhiều cái nhu cầu sử dụng khác nhau của anh em. Ok, xin chào và hẹn anh em trong cái video test cái chất lượng thực tế của chiếc camera hành trình này ở một cái video sau trên kênh YouTube Linh Kiện Store nha. Bye bye.